quán năm loại mắt, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán năm loại mắt hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán sáu phép thần thông hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán năm loại mắt hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán sáu phép thần thông hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán năm loại mắt hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán sáu phép thần thông hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán mười lực Phật hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán mười lực Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán đại từ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận.
Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán trí nhất thiết hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán quả dự lưu hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán quả dự lưu hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, Thánh đế khổ nên biết khắp thì đó là hí luận. Thánh đế tập nên vĩnh đoạn thì đó là hí luận. Thánh đế diệt nên tác chứng thì đó là hí luận. Thánh đế đạo nên tu tập thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu bốn tịnh lự thì đó là hí luận. Nên tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu bốn niệm trụ thì đó là hí luận. Nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu pháp môn giải thoát không thì đó là hí luận. Nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu tám giải thoát thì đó là hí luận. Nên tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu năm loại mắt thì đó là hí luận. Nên tu sáu phép thần thông thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên vượt qua quả dự lưu thì đó là hí luận. Nên vượt qua quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác thì đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên hành bố thí ba la mật đa thì đó là hí luận. Nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thì đó là hí luận.
Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên trụ pháp không nội thì đó là hí luận, nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên trụ chân như thì đó là hí luận, nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là hí luận, chánh hạnh của 10 địa Bồ Tát nên viên mãn thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên thành thục hữu tình thì đó là hí luận, nên nghiêm tịnh cõi Phật thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên khởi 10 lực Phật thì đó là hí luận, nên khởi 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên khởi đại từ thì đó là hí luận, nên khởi đại bi, đại hỷ, đại xả thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên khởi pháp không quên mất thì đó là hí luận, nên khởi tánh luôn luôn xả thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên khởi trí nhất thiết thì đó là hí luận, nên khởi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên khởi tất cả pháp môn tam ma địa thì đó là hí luận, nên khỏi tất cả pháp môn đà la ni thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện Đại Bồ Tát, nếu nghĩ thế này, nên đoạn tất cả phiền não tập khí tương tục thì đó là hí luận, nên chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì đó là hí luận. Này Thiện Hiện, tất cả các loại hí luận như thế là hí luận của Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 367.